Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với sự đoàn kết của bà con nhân dân, thôn Hoàng Xá, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại địa phương và liên tục được công nhận là làng văn hóa từ năm 2001 đến nay. Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Hoàng Xá, xã Trung Dũng là gia đình tiêu biểu đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường tại địa phương. Để có được con đường DH82 rộng và đi lại thuận tiện như ngày hôm nay, gia đình bà đã tháo dỡ cổng tường rào và 3 lần hiến đất với tổng diện tích 200 m². Tôi hiến đất lần này là lần thứ 3 rồi. Tôi cũng hiến vào để cho làm đường nông thôn mới, cho nó sạch sẽ. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, thôn Hoàng Xá đã tuyên truyền vận động các gia đình hỏa táng khi có người thân qua đời, xóa bỏ các thủ tục rườm rà trong đám hiếu hỉ, tránh gây phiền hà, lãng phí. Tất cả trong họ đều là động viên để cho ông bà đi hỏa táng cho nó sạch sẽ, thứ hai nữa là cho nó đảm bảo vệ sinh tốt. Để tập hợp đoàn kết người dân cùng chung tay thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, thôn Hoàng Xá luôn chú trọng việc thực hiện dân chủ tại cơ sở. Những việc liên quan trực tiếp đến người dân đều được dân bàn và quyết định. Mọi quy chế, điều lệ đều được họp và ghi rõ trong hương ước của làng. Thực hiện cái quy chế dân chủ của địa phương ấy, thì dù làm việc to hay việc nhỏ thì chúng tôi đều phải họp bàn. Ví dụ như là cái tuyến đường DH82 này thì trong ban lãnh đạo địa phương cùng với các đoàn thể và ủy ban nhân dân xã, ủy ban mặt trận tổ quốc xã đến từng gia đình một tuyên truyền vận động, cho nên mọi người đồng tình ủng hộ rất cao. Trong vòng có một tháng là chúng tôi đã giải phóng được mặt bằng xong. Nhờ sự đoàn kết của tầng lớp nhân dân, thôn Hoàng Xá ngày càng có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người một năm đạt trên 42 triệu đồng. 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Từ năm 2001 đến nay, Hoàng Xá luôn giữ vững danh hiệu là làng văn hóa. Học và làm theo lời dạy của Bác, người cán bộ phải hết lòng vì nhân dân. Những năm qua, trên cương vị là trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoàng Lê, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, ông Bì Văn Chiến luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác vận động nhân dân, nhất là xây dựng mô hình khu dân cư 3.0. Những năm qua, ông Chiến cùng các thành viên ban công tác mặt trận thôn Hoàng Lê, phường Phan Đình Phùng đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0. Để thực hiện phong trào có hiệu quả, ban công tác mặt trận thôn đã phân công cho từng tổ chức thành viên chịu trách nhiệm chính thực hiện từng tiêu chí. Cụ thể, chi hội cựu chiến binh vận động nhân dân thực hiện tiêu chí không tệ nạn xã hội, chi hội phụ nữ và hội nông dân thực hiện tiêu chí về môi trường, chi hội người cao tuổi vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, chi đoàn thanh niên vận động nhân dân thực hiện không lãng phí trong việc cưới. Sau hơn 6 năm triển khai, phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Đến nay đã có hơn 80% gia đình trong thôn thực hiện việc hỏa táng cho người thân khi qua đời. Các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi, khu dân cư không có người nghiện ma túy. Đồng chí Chiến là một trong những trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu của phường. Một đồng chí đã vận động nhiều quần chúng, nhân dân làm tốt công tác mặt trận, đặc biệt là các cái quỹ như quỹ vì người nghèo, quỹ chất độc màu da cam, quỹ vì trẻ em tàn tật, đấy là một trong những gương sáng. Năm 2019, ông Chiến còn vận động các gia đình trong thôn hiến hơn 400 m² đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Hoàng Lê. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận động các hộ dân lấn chiếm hành lang giao thông, hoàn trả lại mặt bằng để thôn làm đường giao thông. Đến nay, đường có chiều dài hơn 400 m, chiều rộng 4 m, giúp bà con đi lại được thuận tiện dễ dàng. Năm 2018 thì là địa phương có mở rộng con đường này thì được sự vận động của các cấp chính quyền, rồi Bác Chiến cũng có ra vận động và nói với chúng tôi là mở rộng con đường này thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Thì sau đó thì chúng tôi đã dẹp hết cây cối, trả lại cái mặt bằng cho địa phương. Với những đóng góp cho sự phát triển chung của phường Phan Đình Phùng, nhiều năm liền ông Chiến được phường và thị xã Mỹ Hào khen thưởng là tấm gương người cán bộ làm công tác mặt trận được đảng tin dân mến. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.